Cuộc sống xa quê xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cùng với hai đứa con gái mình đi theo mấy người bạn đi ra ngoài bờ hồ để câu cá. Hồi đầu mùa tới giờ mình chưa có đi câu cá lần nào hết. Với lại hai đứa con gái mình nó cũng muốn đi ra ngoài đó để xem bắn pháo bông á. Tại vì ngày mai là ngày lễ July 4, ngày lễ độc lập của nước Mỹ. Cho nên hôm nay là tối nay cũng có bắn pháo bông trước, rồi ngày mai cũng có bắn nữa. Thì sẵn dịp mình cho hai đứa con mình đi ra đó nó xem bắn pháo bông luôn, rồi vừa đi câu cá với mấy người bạn luôn. Đó, bây giờ mình cùng với ba người bạn đang trên đường đi xuống cái bến tàu để chuẩn bị đi ra ngoài bờ hồ mình câu cá. Còn hai người bạn nữa đã đi trước xuống dưới bến đợi ở dưới đó rồi. Trên này thì mình đi chung với hai vợ chồng, đứa em bạn với một người bạn. Đó, bây giờ tụi mình đang tới chỗ cái Bắc Kinh đó, chỗ để đậu xe. Và xong rồi mình sẽ đi xuống dưới cái bến tàu đó. Bây giờ mấy người bạn đang chuẩn bị dây cột này kia các thứ, coi như kiểm tra sẵn sàng cho chiếc tàu nó an toàn, đó là bắt đầu xuống dưới. Khi mà thả tàu xuống dưới bến rồi thì nó sẽ kêu mình đi ra ngoài, nó không có cho mình đậu đó lâu tại vì những chiếc khác nó còn xuống nữa. Đó, bây giờ mấy người bạn đang kiểm tra các thứ phao này kia, nước nôi rồi mấy cái coi như cái an toàn cho cái tàu đó. Để khi xuống đó là phải đi ra, chứ xuống đó không có đậu đó để mà làm mấy cái chuẩn bị mấy cái này. Tại vì cái bến này tương đối nó cũng hơi nhỏ, nó chỉ có một len xuống và một len lên thôi, một đường xuống và một đường lên. Cho nên xuống đó là phải đi ra liền chứ không được đậu đó lâu. Đây, đây là hai người bạn đi xuống trước nè. Đã đứng đây ra đợi tụi mình. Đó, bây giờ chiếc tàu của bạn mình đang đi chuẩn bị xuống bến. Ghé vô chỗ này để mua một ít nước đá bỏ theo để ướp cá cho nó tươi á. Đó, bây giờ chiếc tàu của bạn mình đang chuẩn bị đi xuống. Chiếc kia nó xuống xong là tới tới lượt của cái tàu của mình. Cái chiếc phía bên kia là nó xuống, nó kéo tàu lên cái đường bên kia, còn bên đây là thả tàu xuống. Chiếc tàu này nó có một cái máy lớn, cái máy nhỏ, bạn mình gắn thêm một cái máy nhỏ nữa để xe cua. Nhiều khi mình đi xa bờ mà lỡ cái máy bên kia nó có trục trặc thì mình có cái máy nhỏ để mình chạy vô. Đó, mọi người chuẩn bị các thứ lên đó, cần câu đồ này kia, bên xe đồ này kia, mấy cái đồ vật dụng bên xe mình bỏ qua tàu hết để đi ra ngoài. Khen mà lại quyên là mai phước lắm. Bây giờ bạn mình đang ghe cái tàu xuống. Bây giờ ghe giếng như á, mà lần thục tới thục lui, thục tới thục lui. Ghe tàu nó rất khó, khó hơn là ghe xe mọi người. Nhìn thấy đơn giản nhưng mà phải quen mới được, tại nhiều khi nó đi không có theo cái ý mình á. Mình ghe cái đít xe bên đây rồi mình nghĩ như là ghe xe nhưng mà thực chất nó đi khác, phải có kinh nghiệm. Đi từ từ rồi quen rồi ghe mới được, chứ còn mấy lần đầu là ghe rất khó khăn. Đó, nhẫn nhừ thấy không? Giữ cái kia, nôn vào đây. Bây giờ bạn mình đang từ từ thả cái tàu xuống dưới nước. Lên xíu đây, nôn xuống luôn. Đã xuống luôn. Ở bên này đa số tàu là tại vì chơi được có một mùa hè, mùa đông là phải đâu có chạy được, thành ra phải kéo đem lên trên bờ, khi nào đi được kéo xuống vậy. Những người nhà giàu thì người ta có cái nhà người ta bờ hồ á,
Tôi làm những cái garage, cái nhà mà để xe đó ở phía dưới để cho tàu nó vô nó đậu luôn. À, bây giờ là chạy bạn chạy đem cái xe lên trên mặt kênh đậu trên đó. Mấy cây đó để làm gì? Để làm cắm một câu à? Giờ đủ đồ nghệ chân ha. Mình giờ mình quê quá, lỗi thời quá trời luôn. Bây giờ chiếc tàu của mình nó đang từ từ đi ra ngoài mọi người. Theo cái lực thì tàu mà trước khi rời bến trong đi ra là không có được chạy nhanh, cứ chạy từ từ khi mà ra khỏi cái khu vực giống như cái cảng này, cái bến tàu này thì mới được chạy nhanh. Cảnh rất là đẹp mọi người, buổi chiều mà đi ra mọi người bờ hồ này á, nhìn hoàng hôn mặt trời lặn xuống với mặt hồ nhìn rất là đẹp. Đây anh bạn mình vừa ra đây chút là ảnh chuẩn bị mồi câu rồi đó mọi người. Câu cá walleye, mùa này cá walleye rất là nhiều. Con cá qua lại thì ăn rất là ngon, nhưng mà nó chỉ cho mỗi một người vậy á, có cái bằng á, câu được 6 con thôi. Thành ra cái cá này nó rất là ngon, nó quý. Những loại cá mà nó quý ha, thì nó limit, tức như là nó cho mình giới hạn đó, là được 6 con. Còn ví dụ những loại cá khác á, thì muốn câu bao nhiêu câu. Đó, anh đang thả cái... giống như cái thuốc vậy á, không phải thuốc, nó giống như là một cái mồi vậy á để cho con cá nó nghe nó chạy tới. Đó là dụng cụ của những người đi câu, mình thì không rành câu cá lắm. Đó, mỗi cái mồi giả thì mọi người thấy nó có 3 chùm lưỡi câu, một chùm nó có 3 lưỡi, tổng cộng là 9 lưỡi. Đó, hoàng hôn mọi người nhìn rất là đẹp không, mặt trời chuẩn bị lặn. Cái thời tiết ở bên nước Mỹ này mọi người nó rất là ngộ. Lúc mình mới qua mình cũng bỡ ngỡ lắm. Cái mùa hè này á, đỉnh điểm nhất là có khi 9 giờ mấy mặt trời nó mới lặn. Nó nhìn sớm lắm, thành ra nhiều lúc mình thức rất là khuya. Tại 9 giờ mặt trời mới lặn mình nghĩ chưa tối, nhưng mà lại quay rồi là 11, 12 giờ mới có thể ngủ được đó. Thành ra mùa này thức khuya. Bạn đứng bên tay phải chị đó là bạn tên Lực, là chủ của tàu đó mọi người. Bạn đang lái này là Raymond. Coi Trâm là vợ của Lực. Bên này là chị Hồng. Phía trước mũi tàu là hai đứa con gái mình, bé My và bé Nhi. Đó, phía bên tay trái là anh Đoan và Lực đang chuẩn bị mồi câu để thả. Lúc này là đang chạy đi ra ngoài, mà khi mà câu á mọi người thì tàu chạy rất là chậm. Đây là những cái dụng cụ mồi, người thấy câu cá rất là tốn kém. Mấy cái mồi câu này cũng rất là mắc tiền, cần câu cũng mắc tiền, nhưng mà cái sở thích nhiều người rất là thích câu. Đó, mọi người thấy không? Một cái gà, một cái con mồi giả gì nó có tới 9 cái lưỡi câu rồi. Đã có kinh nghiệm. Đủ thứ đồ nghề, dụng cụ
Ở bên này câu cá đa số là câu bằng mồi giả. Mỗi một bên tàu là 3 cần, hai bên là 6 cần. Bây giờ tàu chạy ra mày phía xa xa bên kia chút mấy câu. Cảnh rất là đẹp ra bờ hồ. Thời tiết hôm nay cũng tương đối là mát mẻ, không nóng lắm, khoảng 75 độ, cho nên ra ở đây có gió nữa nó mát lắm. Chưa mua được bằng lái nữa. Lái từ mùa đông tới giờ. Mùa đông mà lái cái gì, mấy trăm vậy? Mấy trăm. Đây là cái hồ nước ngọt chứ không phải biển nha mọi người. Đó, đây là cái máy dò cá đó mọi người. Xem cá mấy cái vật mà cá quá nhiều. Ồ, có 1.8 à, được rồi. Có quá trời nhiều cá luôn. Cái máy dò cá có 1.6 à. Có 1.7 à, thả đi. Nó kêu là mồi này luôn, nó kêu mồi này luôn. Đang chuẩn bị đâu nhất là bỏ cái cần. Dạ, cần người bạn bắt đầu thả cần xuống rồi đó. Đi bơ mấy, ra mấy. Lâu lái đi. Đi ông lấy bánh mì ăn coi, mệt quá. Đây là cái hồ nước ngọt nghe mọi người. Đây là một trong 5 cái hồ lớn của Ngũ Đại Hồ. Cái hồ này là một bên là nước Mỹ, một bên là giáp Canada. Cái hồ mang tiếng là cái hồ nhưng mà nó rất là lớn mọi người, rất là xa, rộng. Đó, một trong 5 cái hồ lớn nhất trên thế. Mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống, rất là đẹp hoàng hôn. Mày, trời sắp lặn rồi. Khi mà mình đi ra ngoài bờ hồ nè, đi câu nè, ra ngoài này thiên nhiên sóng gió quá trời luôn, mưa vậy á, quá trời cá nè mọi người. Nó cái máy nó dò mấy cái vật đó là cá không đó. 31 đó là gì? 31 là độ sâu. Rồi tốc độ chạy là 1.7. Là câu là đúng lứt. Rồi mấy cái đỏ đỏ là con cá. Cá. Cá không có dưa. Sóng nó nhiều vậy, gió hả? Tàu nó chạy. Giờ đang ăn bánh mì để chuẩn bị lấy sức câu cá. Mỗi lần ăn trong mùa rẹt bây giờ đó. Mấy cần thả mấy cần lần mấy cần? Khó thả cần. Hết luôn hả? Khó cần. Một bên 3 cần. Đó, chuyên nghiệp bây giờ đi châu chuyên nghiệp rồi đó. Một bên á. 5 phút nữa là có. Bữa nào mình kiếm cá bự hấp cũng chán đi, ăn gà canh chua với lại chiên nhiều rồi, cuốn rau sống nhiều quá, cuốn rau sống con bự á, chấm mắm nêm rồi.
trời nó có cái là hai cái lằn ngang luôn. Để nó phía ngoài tả nữa hả? Hấp cơm. Đây, con thứ hai, thứ ba, con này thứ ba. Bằng con có lực này. Con thứ ba hả? Thứ ba mình thả hết con rồi. Con này hấp cơm. Con này hấp cơm được. Coi như là mất nha mẹ. Có cá dính là được rồi. Bự nè, con này cũng được nè. Ok, xương mát. Ok rồi đó. Đó được, được, khoan khoan, để quay phim. Ok, rồi. Okay. 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 Ok, giờ tháo ra. Bữa nay câu ít thôi, không ăn được rồi. Lát giờ đi coi có bông. Giờ chạy tàu đi coi bắn có bông. Bây giờ chạy đi coi có bông thôi chứ đó bắn quá trời luôn kìa.
nha. Anh hai thấy chiếc tàu nó đậu không? Mấy chiếc tàu nhỏ nhỏ màu xanh đó. Đó, đó. Đó là nó xếp hàng đó. Xếp hàng đó. Còn nữa chưa đâu. Chiếc tàu nó đậu ở đèn, nó như kìa, mình nhấn mình có chiếc tàu nhỏ xíu.
đi không lầm luôn á Mi Nhi. Coi có bông ha. Cá thì không gà ăn nhiều rồi. Có nhạc nữa đó, nghe không? Có nhạc thì đánh nhạc đi chứ. Ừ, nãy giờ. Đánh nhạc đi, nãy giờ đâu nghe đâu. Nhưng mà chắc không nghe được, không ổn. Mà nghe tiếng không à. Không nghe tiếng pháo, nghe tiếng nói không à. Đó lại gần hả? Bây giờ nãy giờ chúng em, chúng em. Đó. Giờ này còn bắn, còn bắn. Chạy vừa kịp tới luôn. Đó, chiếc xe đua á. Chiếc xe đua á. Hai chiếc xe đua. Câu cá nhiều quá rồi, bên này đi còn bóng không chưa? Câu chưa 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 quá. Ồ trước mặt mình là chiếc tàu luôn nha. Đó rồi. Nó liên tục thì chỉ liên quá. Xe đua nó kéo lại chậm. Thì nó vô bến luôn mà. Thường năm tới mình mua chiếc xe đua mình kéo vào đây mình coi chơi được hả? Còn nữa chưa hết đâu. Năm nay nó giàu lắm. Còn bắn tới 12 giờ đêm nữa. Dữ vậy. Giờ này nó mới gỗ nè. Giờ này nó mới gỗ nè. Rồi lấy cái gì ăn đi chứ. Bây giờ xem pháo bông xong rồi đó mọi người. Bây giờ tàu mình bắt đầu quay trở lại câu tiếp vài con trên đường về. Đó, mấy bạn đang mở nhạc nhảy. Tài công cũng nhảy luôn. Ngày mai là rất là đông. Hôm nay còn tàu còn ít nhưng mà nó cũng xếp hàng ở trong rất là đông. Trên đường về cũng thả mấy cần xuống để kiếm thêm vài con mọi người. Nãy câu mới có 2-3 con xong đi coi. Đầy dính một con.
cả cũng không có to lắm nhưng mà cũng vừa ăn, cả này ăn qua lại ăn rất là ngon mọi người. Hấp hoặc là nướng cuốn bánh tráng, gạo sống, bún gạo sống, rồi nấu canh chua. Nếu mà nhỏ xíu nữa thì chiên giòn. Chiên giống như chiên xù, cá tai tượng chiên xù vậy đó mọi người. Cái con cá này thịt của nó rất là ngọt mà nó không có tanh. Cá này ăn rất ngon, thành ra nó limit, nó giới hạn cho chỉ được câu một người câu được 6 con thôi. Tiếp tục dính một con nữa. Có hôm câu 20 mấy con. Tại hôm nay đi vừa đi câu chơi vừa đi xem bắn pháo bầu. Đó, dính con cá đang lâu rồi. 45 con hả? Hai con luôn. Lục mới dính con rồi. Có chừng. Lục mới dính. Hai con dính một lượt luôn mọi người. Một con một cần. Ba con một lượt rồi nha. Lưỡi câu rất là bén luôn, có 6 lưỡi, 9 lưỡi luôn. Rồi tiếp tục con này lên. Rồi dính tiếp tục một con nữa. Đây vô bờ mình làm chừng 10 con nữa được rồi. Làm chừng 10 con nữa được, con này nhỏ hơn con này. Thank you.
giờ không? Chính là con câu bên đầu. Dính hai lưỡi luôn vô một con luôn hả? Cho nó nằm xuống luôn nha. Cái hồng câu hay thiệt, dính đuôi luôn. Tại câu nó ăn vô miệng, câu dính đuôi. Cái hồng dính này dính dính dưới. Cái này nó đang chạy, cái nó bơi quạt cái đuôi vô trúng cái lưỡi á. Tao không có ăn mà cũng bị dính nữa. Quay. Cái này nè.